at Numerica, federally insured by NCUA. Steph, usual suspects for the Zags, the Trongs, Brenna Maxwell, Eliza Hollingsworth, Vaughn Ejim. If it's not broke, don't fix it, and you got a lot of experience on that starting five. Absolutely, yeah. This is a lineup we've seen for many games now. On the other side, Maddie Mathewitz, Paige Meyer, Brooklyn Meyer, Tori Nelson, and Madison Velastin. Those are your Numerica starting lineups. Let's toss it over to the third member of our broadcast team, A.J. Howell, who spoke with Lisa Fortier this morning and got her thoughts on Yvonne Ejim. A.J.? That's right, Austin. We heard Stephanie say earlier all the statistics, all the awards that Yvonne Ejim has accomplished and earned so far this season. But her head coach had some interesting thoughts into the strategy that goes behind how they've been playing her. Now, earlier in the season, she would get into foul trouble. They obviously want to be able to play her for as long as they can. So they've been strategic about sometimes putting her on the best player on the other team so she doesn't go hello, hello. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở điểm cầu trận đấu giữa Gonzaga và đối thủ hôm nay sẽ là South Dakota State Jack Rabbit. Bên khá dài, tip off và bóng dành cho cao thủ Gonzaga. Với pha tip off thành công đến từ Ejim. Hello, hello. Mọi người điểm danh số 25 để bước vào trận đấu nha. Xin chào, lâu lắm mới gặp. Hôm nay thì Thảo Vy ra sân với một cái mặt nạ rồi. Hôm nay Thảo Vy đã phải ra sân với một cái mặt nạ sau một tình huống va chạm ở trận đấu trước. Nhìn khá là ngầu. Yeah, you can see a little bit of a Zorro look tonight, but it shouldn't affect her too much. She's experienced senior. It's just something to help protect that area. Hôm nay thì đội bạn sẽ ra sân trong phục màu xanh. Xoay phở khá hay ở trong paint nhưng đó là không có điểm được gì. Maxwell. And you can see already that you see Yvonne Ejim guarding Meyer down low, their best post player. And Brooklyn Meyer. Eliza đường truyền cho Ejim nhưng đó vẫn chưa phải là một đường truyền tốt. Just like we saw, but Yvonne came on top in that last defensive possession. They tried to feed Yvonne inside. It was taken away. So two turnovers early on for the Zags. Still scoreless here a minute into this ball game. Mọi người đợi một tí nha, đang phải chỉnh lại một chút về kỹ thuật đã. Mọi người đợi một chút nha. Inside Meyer, cướp bóng đến từ Thảo Vy. Taken away by Kaylin. Good defense again by Yvonne Ejim. Inside, Eliza Hollingsworth. Đây là Eliza. Mọi thứ đang khởi đầu khá chậm ở những phút đầu tiên này. Kaylee Trong calls for a screen from Hollingsworth. Thảo Vy. Nothing there. 10 seconds left on the shot clock. Cú ném 3 ngay. Có 3 điểm được ghi dành cho Thảo Vy với cú ném đầu tiên của trận đấu này. 3 điểm sọt rổ luôn. Có 3 đáp trả của đội bạn không thành công. Mọi người ai đang xem ok thì thả cho mình số 25 lại nha. Ejim đột phá và lay up có 2 điểm dành cho Ejim. And get back, the Zags are going to make you pay every single time. And now a turnover. This is Gonzaga basketball. That was a beautiful feat a moment ago. Đang có một vài trục trặc kỹ thuật nên là mình đang chưa tập trung lắm. Mọi người check qua giúp mình một chút nha. Xem mọi thứ đã ok chưa. Nếu ok thì thả giúp mình chữ ok nha. These guards are too experienced. They're too good of shooters. You have to be. Tỷ số đang là 5-0. Thảo Vy, Maxwell cut and shoot mid range, 2 điểm được ghi mặc dù không có and one nhưng vẫn là pha ghi điểm tốt. Hôm nay thì phân biệt Thảo Vy với Thảo Vy rất dễ luôn. Khi mà Thảo Vy đã có một cái mặt nạ nhìn rất ngầu. Quả ném 3 điểm lại hỏng đến từ các cầu thủ Jack Rabbit. Những chú thỏ màu xanh. Thảo Vy, Maxwell lại có khoảng trống được truyền tốt và đó là điểm số được lên dành cho Ejim. Một cú pump fake giật nhíu sau đó là chọc khe đến từ Thảo Vy dành cho Ejim thoát xuống ở backdoor. Run 9-0 với khởi đầu của Gonzaga. Một khởi đầu rất tươi đến từ đội chủ nhà. Quay lại với trận đấu. And now here's another turnover, Gonzaga. Lại một turnover nữa của các cầu thủ Jack Rabbit. Stifling defense, scoreless almost 3 minutes into this game.
So this was something Gonzaga thought they could do if they really brought some aggressive defensive pressure on the Jackrabbits. Tiếp tục truyền và chạy cắt tốt, liền được lên dành cho Maxwell. Thêm một kiến tạo nữa dành cho Thảo Vy. Trong was just beautiful. That's her third assist already. 11-0 rồi. Run một cú rất nhanh. Thành tích của các cầu thủ Jackrabbit cũng đang không phải là tốt lắm. Đẹp rất căng nhưng chưa có được bóng. Có điểm số đầu tiên được lên dành cho các cầu thủ Jackrabbit. Difficult it is to guard Brooklyn Meyer when she's able to get into that dribble back down rhythm. Thảo Vy. It was just too easy, too deep for her. Đưa bóng cho Maxwell. Eliza. Tiếp tục là Ejim ở trong paint. Đã có lỗi đến từ đội khách. That's just something else that Ejim does so well. She works so hard to get positioning. A lot of times you have to foul her or she's going to have a wide open bucket. Yeah, it's a lot of decision making down there. Like you said, do I foul her or do I let her score? And if you're Brooklyn Meyer, I think you've got to, you're going to have to be... Alo, alo, vừa rồi thì vừa lại có một chỉnh kỹ thuật nữa. Nên là làm phiền mọi người thả lại cho mình phím ok nếu như đã xem ok nha. Hôm nay đang hơi nhiều trục trặc kỹ thuật. Hyben đã vào sân. Thảo Vy behind the back. Quyết định chuyền bóng cho Ejim. Đột phá vào phía trong. Ôm bom, lay up có điểm của Ejim. Rất nhanh. 13-2. Ui, chị này tóc dài quá, không nhìn thấy số. Cầu thủ mang số 3 bên đội bạn đó là... Chưa nhìn thấy tên luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều đã điểm danh nha. Xin chào. Vừa rồi có một tiếng phạm lỗi đến từ Callisto. Phát bóng biên dành cho các cầu thủ Jackrabbit. Đây là Tori Nelson. Đột phá từ Tori Nelson. Lay up có điểm số được ghi dành cho số 20 của Jackrabbit. 4-13. Thảo Vy cũng đột phá. Lay up không có điểm được ghi. Hơi đáng tiếc. Foul rebound là của cầu thủ ma số 5. Đó là Elia Kovac. Không có điểm rồi. Rebound của Thảo Vy. Ejim. Kalistok. Nhận bóng từ hai bên. Một đạo luân bóng rất tốt đến từ Gonzaga. Hai bên. Đột phá vào trong và có điểm số được ghi dành cho Ejim. Bỏ link SD rồi, hình như là bỏ rồi. Vì hôm nay cái máy nhà mình nó đang gặp một vài vấn đề nên là không chạy được đủ 4 link. Nên là ai đang ok ở link nào thì ở nguyên link đó nha. 15-4. Thủ tốt và có steal dành cho hai bên. Áp lực phòng ngự cũng là ok đến từ Thảo Vy. Tiếp tục là Vy. Ejim ở trong paint vẫn quá khỏe và hiệu quả đến từ Ejim. Nhưng phải lên điểm liên tiếp dành cho Gonzaga. 17-4. Và lại là một tình huống đẹp căng nữa. Vẫn còn bóng biên. Ejim đã có 10 điểm rồi. Bình luận viên dẫn tại nhà riêng phải không? Tùy. Hôm này hôm nọ. Quy 1 còn 4 phút 15 giây. Đột phá vào trong. Lay up không có điểm số được ghi rồi. Nhưng vẫn có offensive rebound. Đây là Kobeck. Thủ hay từ hai bên. Không có lỗi. Và rebound dành cho Kalistok. Phản công. Kalistok quyết định tự đánh. Lay up có hai điểm được ghi dành cho Kalistok. 19-4 rồi. Đang là một khởi đầu cực kỳ tốt đến từ Gonzaga tại The Kennel. Jenna Hope. Có khoảng trống ngoài vạch 3 điểm, chưa dám ném, đột vào trong. Vẫn đang tìm khoảng trống đột phá, sidestep, midrange, airball. Sau đó là một block dành cho Isaiah Holingswood.
Thảo Vy gọi yểm trợ, đưa bóng dành cho Eliza. Kelly Stokes tiếp tục là Vy. Maxwell. Maxwell ném 3 ngay, hơi lệch. Đường rebound của Meyer. Đường truyền tốt, nhưng tiếp tục là thủ hay. Maxwell có một block nữa, hay chính xác hơn là một cú steal. Deep 3 không thành công, đó là cú hit check chưa có điểm được ghi dành cho Thảo Vy. Nhưng chú thỏ đang không tìm thấy đường vào rổ của Gonzaga rồi. Như vậy là Thảo Vy sẽ có khoảng thời gian ra nghỉ. Đeo quả mặt nạ này nó cũng hơi bí đấy. Và ngay lập tức khi rời sân thì Thảo Vy cũng đã phải cởi cái mặt nạ ra một chút cho nó dễ thở. Vẫn đang thủ rất rát từ Gonzaga. Hop. 10 giây. Chuyển quá khó và lại là steal nữa dành cho Hybern. Mọi thứ đang quá đơn giản. Hybern có bóng. Đưa bóng cho Kalistok. Còn 2 phút của quý 1. Maxwell. Trọng tài bắt lỗi rồi. Đó là lỗi của cầu thủ Mang số 2. Đó là Jenner Hop. Đúng rồi, vừa hạn chế tầm nhìn mà nó lại còn hơi vướng víu. Nên là cũng sẽ mất thời gian để làm quen đấy. Ezra Little vào sân. Thảo My. Đột phá từ Thảo My. Đường truyền ra ngoài. Eliza. Maxwell đưa bóng cho Thảo My. Đang là phối hợp rất hay ở trong khu vực bảng rổ của đối phương. Layup có điểm được ghi dành cho Ezra Little. Và luân chuyển bóng nó gọi là cực kỳ đơn giản đi. Jack Rabbit mới ghi được có 4 điểm thôi. Nó gọi là bế tắc toàn tập luôn. Đưa bóng vào trong paint. Layup có lỗi. 2 quả ném phạt. Người vừa có tình huống layup vừa rồi là cầu thủ mang áo số 24. Đó là Mesa Briom. Sao Mi lại đeo mặt nạ? À, sao Vy đeo mặt nạ? Vì tình huống va chạm trận đấu trước rồi. Lúc trước chấn thương mũi nên là phải đeo cái bảo vệ. Một pha thành công. Nay mình mới dậy nên là giọng nó hơi khàn một tí. Nên là mọi người thông cảm nha. 1 phút 35 giây cuối, khoảng cách đang là 15 điểm. 6-21. Một phút 30 giây. Maxwell midrange. Không được rồi, bóng tráng rổ ra ngoài. Lấy bóng dành cho Jack Rabbit. Chào anh Rome nha. Đột vào trong. Layup airball nhưng trọng tài thổi lỗi cản người. Lỗi cản người với Jenner Hop. Giọng vẫn cuốn. Cảm ơn nha. Bạn Jun. Tôi đang phải vừa nhai kẹo ho vừa bình luận. Một pha thành công. Đây là Jenna Hope. Ném 2 pha chính xác. Điểm số thứ 8. Khoảng cách được kéo về con số 13. Thảo My đang là người cầm bóng. Có hỗ trợ từ E-Gym. Maxwell. Ezra Little. Luân bóng hay. Tiếp tục đang là những tình huống luân chuyển bóng ở vòng ngoài. Thảo My. Đang bị theo kèm. Side step. Ném 3 điểm. Quỹ đạo rất đẹp. Và 3 điểm sọt rổ đến từ Thảo My. Cú side step và ra tay ở ngoài vòng bán nguyệt. Điểm số vừa rồi hình như là điểm số thứ 6 của Thảo My rồi. Với 2 quả ném 3 thành công. Trọng tài bắt lỗi trước đó. Everybody in the wing right now can shoot that three.
We don't see Esther Little do it a lot, but you have to respect that shot. Liza Hollingsworth picks up her first foul. She'll go to the bench. Callie Stokes right back out. Khoảng cách lại là 16 rồi. Paige Meyer drives, can't get the shot tiếp to tục go, là đẹp hay. Able to corral the rebound. Angel Little là người có rebound. And again, like you mentioned, Steph, just making Paige and Brooklyn Meyer really have to work for those even shot attempts. Thảo My quyết định đánh chậm ở trong tiếng cuối này với 22 giây trên shot clock tấn công. Right now they're forcing them the direction they want them to. They're playing the scout exactly how they want. They're reading. Đột phá của Thảo My. Đường truyền ra ngoài dành cho Angel Little. Ejim đột phá rất khỏe, lay up hơi khó. 3 giây, hết giờ rồi. Ui, hơi ghê. Khép lại quy 1, tỷ số đang là 24-8. Khoảng cách 16 điểm và một sự áp đảo hoàn toàn thuộc về phía đội chủ nhà Gonzaga. Với khoảng cách 16 điểm được tạo ra bởi đội chủ Nhật Mai nha. Đang ở Nhật Bản cơ à. Đến với quy 2 nào. Tỷ số đang là 24-8. Jack Rabbit đang tấn công khá là lú. Thủ hay đến từ Gonzaga nhưng vẫn còn bóng biên. Em sợ không dậy được nên là em không ngủ luôn. Vãi, thức khỏe đấy, tết sáng có phải đi học đi làm gì không? Chứ hôm nay là sáng đầu tuần đấy, sáng thứ hai. Đột phá vào trong, rất nhanh và một block to đầu luôn của Ejim dành tặng cho đối phương. Một vụt. Pha block rất tốt, người vừa dính cú block vừa rồi là cầu thủ mang áo số 21, đó là Paige Meyer. Gần như là không có nhiều phương án tấn công rổ dành cho Jack Rabbit. Tiếp tục là Meyer, đột vào trong. Lay up lần này thì đã có điểm rồi. Ui, xin nghỉ luôn à. Thảo Vy. Eliza ném 3 điểm, thành công. Rất hot hand đến từ các cầu thủ Gonzaga. Cứ ra tay là có điểm. Her last game against Rice, she had 21 points and was 7 of 10 shooting in that game. Em cũng thâu nhưng mà tí phải đi học. Ui, nghe căng thế. Khả năng đến lớp ngủ gật. And have a great shooting performance the next time out. Yeah, and we talked about how the tiếp tục đột vào trong. Lay up có điểm số được ghi. Cầu thủ cũng khá là cao. Thảo Vy, đường chuyền nhanh cho Ejim. Sau đó là pha phối hợp không tốt của Ejim và Eliza. Phản công. Mì thủ chưa được và đó là end one dành cho đối phương. Pha ghi điểm là của cầu thủ mang áo số 3. Số 3 là tên gì nhỉ? Mathewitz, the sophomore from Sleepy Eye, Minnesota, coming off a career-high 21-point performance against Dort in NAIA school. Pha xử lý cũng khá khéo. Ném phạt thành công. Trims the lead down to 12. Yeah, and Mathewitz, before that, the game before that was her career high of 16 points, so she's really trending up right now for the Jackrabbits. Kaylin Tron back on the floor. Kelly Stokes. Đây là Maxwell. Khoảng cách được kéo về con số 12. Thảo Vy nhận bóng. Ejim đang ở ngoài vạch 3 điểm. Đây là Maxwell. Một tình huống chạy bài và ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi. Meyer đột phá rất nhanh vào trong và lại thủ hay đến từ Ejim. Ejim đang đẹp rất căng. Liên tục có mặt ở khu hình thang và có những tình huống steal và block. Maxwell. Thảo Vy. Maxwell đột vào trong. Đổi tay lên rổ, chưa có điểm được ghi và có một rebound dành cho Ejim và điểm số đã được lên rồi. 12 điểm được ghi dành cho Ejim. Ejim cũng là cầu thủ hay nhất tuần vừa rồi, hình như là của giải đấu. Hình như thế. Bún áp midrange lại bị block rồi. Một block nữa của Ejim. Vụt thì đừng hỏi luôn. Pha chuyền bóng mà bóng tí lên rồi. Maxwell kick ra.
E-Dream, đây là Thảo Vy. Đường chuyền này thì hơi khó với E-Dream. Trong was trying to lead Ejim a little too far. You got to look at the block from Avani. Gần như là không có cơ hội tấn công khi đối mặt 1-1 với Ejim. Tuần của WCC à. Ok, thank you nha. Áp lực ngay từ phần sân đối phương. Suýt nữa thì mắc lỗi dẫn bóng biên ở sân nhà, dẫn bóng ở sân nhà. Trọng tài thổi lỗi cản người của Gonzaga rồi. Guarding Tori Nelson close, but looked like she was in legal guarding position for a second, but then it looks like some feet got tied up. Ejim sẽ tạm thời ra nghỉ, nhường lại vị trí cho Hybern. And that is the first foul on Ejim. 7 minutes to go here in the first half. South Dakota State chipping away at the lead, but Gonzaga still in front. Đường chuyền lại bị bắt bài và Eliza là người có cú steal. Mi mấy lỗi á. Mới có một lỗi thôi. Thoải mái. Thảo Vy ném ba. Không được. Trước đó đã có lỗi gì đó đến từ các cầu thủ Gonzaga. Một lỗi tấn công. Naya được tung vào sân. Freshman transfer from the University of Idaho, or excuse me, University of Utah from Meridian, Idaho. Quý 2 còn 6 phút rưỡi. Mathewitz with it now. See the Zags just coming up and playing tight on ball defense. Những pha thủ zone của Gonzaga vẫn đem lại rất nhiều khó chịu dành cho đối phương. Suýt nữa có một steal. Trọng tài xác định là traveling. Mặc lỗi travel đến từ cầu thủ mang áo số 3. Đó là Madison. Matthew West. Thảo Vy. Naya là người nhận bóng, đưa bóng cho Maxwell. Pull up mid-range, 2 điểm được ghi dành cho Maxwell. Mọi thứ vẫn đang rất mượt mà đến từ Gonzaga. 31-15. 6 phút cuối. Madison. Tiếp tục ủi vào trong nhưng áp lực phòng ngự của Gonzaga là quá lớn ở khu vực hình thang. Kalistok. Eliza cut and shoot 3, 3 điểm nữa ở góc chính diện dành cho Eliza. Quả ném 3 tấn công thứ 2. Tham ảo đến từ Jack Rabbit. Càng 19 điểm cách biệt. Cảm giác rổ đang cực kỳ ổn đến. Toàn chặn chuỗi thắng của người ta. Đội nào đang thắng là vụt hết. Hôm trước gặp Stanford đang thắng 8-0 à. Cũng vụt cho thua luôn trận đầu tiên. Tí mọi người điểm danh lại cho mình số 25 một lần nữa nha. Khi mà hôm nay cái đường link, chính xác hơn là cái luồng livestream, nó không được ổn định cho lắm nên mình cũng đang hơi nghi ngại về việc mọi người có xem ổn không. Nếu ổn thì thả giúp mình số 25 nha. Xin lỗi mọi người vì điểm danh hơi nhiều. Madison. Bull up mid-range. Có 2 điểm được ghi dành cho các cầu thủ Jack Rabbit. Rồi, đồng này là vui rồi. Đồng này là yên tâm rồi. Naya. Đưa bóng cho Maxwell. Lại là cú cut and shoot 3. À quên nhầm, cut and shoot mid-range thôi. Nhưng chưa có điểm được ghi. Rebound bao của Kobeck. Và last win. Không được. Điểm danh có tính điểm chuyên cần không? Có ấy bạn. Tính điểm chuyên cần còn cuối năm còn thi qua môn nhé.
Thảo Vy vẫn đang là người cầm bóng. Maxwell. Những pha di chuyển chạy bài của Gonzaga đang là rất ổn ngày hôm nay và lay up ghi điểm từ Calistoke. Cuối mùa ai xem đủ trận có thưởng. Hợp lý. Thưởng điểm chuyên cân. Lot of responsibilities out there for Kelly Stokes, but on that drive you can see how powerful and strong she is when she goes up for that layup. Madison. Thủ giác đến từ Thảo Vy nhưng trọng tài bắt lỗi. Lỗi cá nhân đầu tiên của Thảo Vy. Trong and Eliza Hollingsworth head to the bench. Back on the floor are Yvonne Ejim and Esther Little. Vãi thưởng một bánh cuốn. Đột phá vào trong. Ủi rất nhanh. Nhưng lại phải vòng ra ngoài. Có khoảng trống ném 3 điểm. Có 3 điểm số được ghi dành cho tình huống ra tay ở ngoài vạch 3 điểm vừa rồi của cầu thủ mang áo số 22. Đó là Valastuin. Naya lay up. Đem về 2 quả đánh phạt. Xem tập cẩm cả năm nay gần Tết rồi có tặng lịch không á? Để tôi hỏi anh em, để tôi hỏi các sếp xem là có phát hành lịch không nhé. Naya Ojukwu có 2 quả phạt, một phạt chưa thành công. Hai phạt đều trắng ra ngoài, hơi đáng tiếc. Ezolito đã vào sân. Madison đột phá nhanh, pull up ghi 2 điểm dành cho các cầu thủ Jack Rabbit. Khoảng cách được kéo về con số 14 này. 36-22. Calistoke. Đột phá từ Calistoke, giữ bóng rất chắc. Trọng tài xác định là lỗi phòng ngự đến từ các cầu thủ Jack Rabbit. Nói chung là cố gắng kéo khoảng cách lên tầm 20 điểm cho nó yên tâm, đánh cho nó chiêu. Eugene ở trong và lại lỗi rồi. Đang cầu về rất nhiều lỗi đồng đội đến từ các cầu thủ Jack Rabbit. Không biết là đã có bonus chưa. Chứ trong hiệp 2 này Jack Rabbit phạm lỗi khá nhiều rồi. Không như vậy là vẫn bóng biên thôi. Eugene nhận bóng. Cả Vy và Mi đều đang ở ngoài. Ezolito. Lại là lỗi đến từ các cầu thủ bên phía đội khách Jack Rabbit. Lỗi với Claire O'Connor. Ezolito. Năm nay gần Tết có một trận sáng 29 Tết và mùng 2 Tết. Bột vào trong. Lấy up ghi điểm dành cho Naya. Nếu như mọi người ủng hộ thì mình sẵn sàng phục vụ mọi người xuyên Tết luôn. Có trận là làm, thoải mái. Điểm số được lên dành cho Jack Rabbit. 24-38. Calistoke. Ejim. Còn 2 phút 40 giây. Ezolito vẫn đang bồ mù mừng rất hay. Có khoảng trống. Claire ném 3. 3 điểm ghi dành cho Claire O'Connor. Nó gọi là xử lý bồ mù mừng tuyệt vời luôn đến từ các cầu thủ bên phía Gonzaga. Ném 3. Không thành công rồi. Có rebound dành cho Ezolito. Back to O'Connor, the freshman from Bellevue, Washington, went to Lakeside High School. Remember back in an exhibition game that the Zags had earlier this year. Calistoke lại lỗi rồi. Was really impressed with her effort, especially rebounding. It sounds like what we've been talking about. Bây giờ thì đã phạm đủ lỗi đồng đội và mỗi tình huống phạm lỗi từ đối phương sẽ đưa Gonzaga lên vạch phạt. Here's a look at the O'Connor three and the ball movement
that led up to it. Yeah, so that ball came all the way over on the right side. Phối hợp hay hơn mấy Lakers hôm qua. Lakers ơi, cho đánh in season thôi. Đánh in season như rồng như phượng luôn ạ. Hai phạt dành cho Kalistok. And that's a big time confidence booster. Một pha thành công. Callie Stokes hits the first freebie as we're in the bonus now. Mi được nghỉ lâu thế nhỉ? Thì đang điểm số đang khá là cách biệt nên là cũng tạo thời gian nghỉ cho các cầu thủ đánh chính. Hai phạt gọn gàng và lại thêm một lỗi nữa à? Lại một loose ball foul chăng? À không. Khoảng cách lại là 19 rồi. 43-24. So Zags again up by 19 here in the first half. Not exactly the performance. 2 phút cuối. Thảo Vy đã quay trở lại sân. Might have been playing them a little bit tighter. Again, we still have the whole second half to go, but this is a program. Phá vào trong. There's no slouch. Inside. Eliza và Ijim double team luôn, khó rồi. Cú ném mid range lệch luôn và có rebound dành cho Eliza. Bóng được đưa lại cho Thảo Vy. 1 phút 40 giây. And Austin, I think though that's what you see if Gonzaga offense comes really easy to them. They all can shoot, they can. Đưa bóng vào phía trong. Ijim quá vượt trội về mặt chiều cao, kích ra ngoài, chống trải, ném 3 điểm. 3 điểm tính dành cho tình huống ra tay ở ngoài vòng bán nguyệt đến từ sát thủ đeo mặt nạ Thảo Vy. Sát thủ đeo mặt nạ đã có được điểm số đầu tiên với tình huống ra tay ở vạch 3 điểm. Rất ngọt, nothing but net luôn. Traveling kìa, nhưng trọng tài không bắt. Thủ hay đến từ Eliza. Cười rất tươi từ Thảo Mi cùng với ban huấn luyện, cùng với dàn bench. Batman. Ném 3. Cũng thành công. Cũng là quả ra tay thành công đến từ Jack Rabbit. 27-46. Ngay đi ra. Thảo Vy tiếp tục deep 3. Hơi đen là bóng lại tráng ra ngoài. Còn đấy mà không đeo mặt nạ là vào thôi. Đội bạn cũng ném 3 tiếp. Cũng hỏng luôn. Tài thổi lỗi đến từ các cầu thủ bên phía Gonzaga. Này nhà vào sân. Cùng người đó là Maxwell. Trong 39.5 giây cuối. Đội bạn được hưởng 2 quả phạt. Một phạt thành công. Đây là Mesa Biom. Hai phạt chính xác. Điểm số thứ 29 của Jack Rabbit. 29-46. Khoảng cách vẫn đang là 17 điểm. Maxwell lại có khoảng trống, chưa ném. Thảo Vy đang gọi yểm trợ đến từ Claire Corner. Eliza đường truyền ra, vẫn đang luân bóng, chống trải. Claire ném 3 điểm. Ném Emon lên rổ, có điểm số được ghi dành cho Eliza sau khi có một offensive rebound. Ba giây, cú ném mid, không có điểm rồi. Và khép lại hiệp thi đấu thứ hai, tỷ số là 48-29, khoảng cách là 19 điểm dành cho Gonzaga trên sân nhà trước khi khép lại halftime. Một nửa đầu rất ổn và tương đối đơn giản đến từ Gonzaga. Với một trận đấu mà họ thủ hay. Còn Jack Rabbit thì gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khu vực bảng rổ của Gonzaga. Dẫn đầu danh sách ghi điểm vẫn đang là Ijim với 12 điểm. Eliza có 8, Maxwell có 6, Thảo Mi có 6 và Thảo Vy có 3. Không xem được á.
Bạn thử ép 5 lại xem nha. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi làm một chút âm nhạc ở khoảng thời gian giữa hiệp. Xem lịch ở đâu á? Có thể lên xem ở ESPN nha. I think we, when we're sharing the ball and we're getting the ball to multiple sides of the court, we're much better off. We get really good shots, most of which we make. It's just when the ball's sticking that we get ourselves in a little bit of trouble, or when we try to go one-on-one in an area that we shouldn't. So we've got to kind of let the offense work for us a little bit and, you know, utilize our teammates. Thank you, Coach. AJ, thank you. All right, we'll take a break. Come back with our halftime coverage again. It's a doesn't mean that they can't. They still take the opportunities when they arise. They take those good shots, and that's why cũng chuẩn bị quay lại với hiệp thi đấu thứ ba. Five for the Zags to start the second half. The Trongs, Liza Hollingsworth, Von Egem, Brennan Maxwell. Everyone on the Zags side of the starting five has scored, led by Egem with 12. Quả mặt nạ vì nhìn ngầu ấy. 8 points, did not miss a shot, was 2 for 2 from 3 as well. We talked about her hot shooting stroke that she had against Rice, and it's continuing here. Rồi, chúng ta quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 3 giữa Gonzaga và Jack Rabbit. Chưa có điểm được ghi với tình huống tấn công từ E-Gym, nhưng vẫn sẽ còn bóng biển. Tỷ số sau khi khép lại hiệp đấu thứ nhất và thứ hai đang là 48-29, khoảng cách là 19 điểm dành cho Gonzaga với một hiệp đấu mà họ gần như áp đảo hoàn toàn. Thảo Vy inbound vẫn đang là E-Gym lay up, chưa có điểm số được ghi, tranh rebound rất quyết liệt và trọng tài xác định là bóng luân phiên. Thảo Vy đeo mặt nạ là vì trận trước bị chấn thương ở mũi nha, nên là cần phải có mặt nạ để bảo vệ. Và tấn công đầu tiên của Gonzaga trong quý 3 chưa có điểm. Em coi tầm lát ấy. Bây giờ ổn hơn cho em. Có điểm số dễ dàng được lên dành cho cao thủ Jack Rabbit. Điểm số thứ 31 của đối phương Thảo Vy. Đây là Eliza. Thảo Vy nhận bóng. Maxwell bùn áp ném mid-range 2 điểm của Maxwell. Điểm số thứ 8 được ghi bởi cầu thủ mang áo số 22. Tiếp tục là điểm số được lên nữa, đó là Madison. Đường truyền rất nhanh và 2 điểm dễ dàng. Ơ kìa, lại không có điểm được lên của Thảo Vy khi bóng lại từ từ tráng ra ngoài. Đường truyền rất hay của Thảo Vy. Rất tiếc là Mi lại không thể lay up thành công. Hơi đen. Không có điểm số được ghi dành cho các cầu thủ bên phía Jack Rabbit. Thảo Vy. Thảo Vy nhận bóng. Maxwell chạy ra hỗ trợ, đưa bóng cho Thảo Vy. Có kickball. Cảm ơn bạn Linh nha. You can see how strong they are. Again, they are one of the most consistent programs. Khoảng cách vẫn đang là con số 17. Nhìn chung là tương đối an toàn. E-Gym ở trong pin vẫn không có đối thủ đối với E-Gym. Gần như nhận bóng ở khu vực hình thang là sẽ có điểm số. Điểm số này là điểm số thứ 16 rồi. Đội bạn đột khá nhanh nhưng mà nhanh quá mất phanh mất rồi. Một tình huống đạp vạch đến từ cầu thủ bên phía Jack Rabbit. Nhanh quá đứt mất dây phanh. Thảo Vy. Eliza đưa bóng cho Maxwell. Maxwell bị theo kèm bởi cầu thủ mang số 22 của đối phương. Đột phá vào trong, pull up mid range vẫn là điểm với những cú ném cực kỳ chắc tay. Maxwell ném mid mà tôi cứ tưởng là DeMar DeRozan.
finding that shot this year a lot more, and it is really pretty. Trọng tài xác định là traveling, lỗi chạy bước của Jenna Hop. Liên tục là những turnover của các cầu thủ bên phía Jack Rabbit. Turnover thứ 11 từ Jack Rabbit rồi. Con số này của Gonzaga mới là 5 thôi. Khoảng trống, ném 3 điểm góc không độ, thành công đến từ Thảo Vy. Thảo Vy có quả 3 điểm góc không độ, cười rất tươi, thêm quả mặt nạ nữa thì nó hỏi là đừng ngầu luôn. Ngầu đừng hỏi luôn. Cả Vy và Mi đều mỗi người có 2 quả ném 3 rồi. Đối phương cũng đáp trả nhưng mà hỏng. Thảo Mi đường truyền hay cho E-Dream và 2 điểm nữa dành cho Ibone E-Dream. Đơn giản quá. Cọt vision tuyệt vời đến từ Thảo Mi. We've seen the vision by these guards, but let's talk about the vision by the post as well. We saw on the play before. Quả nhảy nhìn cute vãi. Vì quả nhảy lên phòng ngự nhìn hài vãi trường. With each other for so long that they know where they're gonna be and they find each other. Nelson. Phá thủ hay đến từ Eliza và rebound dành cho Thảo Mi. 26 điểm cách biệt rồi. Khả năng trận này 30. Eliza. Thảo Vy nhận bóng. Maxwell cú ném 3 ngày không thành công nhưng rebound dành cho Eliza. Lấy up ghi 2 điểm và end one dành cho Eliza Holescoot. Just too much firepower. Just too much firepower by the Zags. They are just so deadly. I mean, they've got everybody. Thêm một kiến tạo nữa. À không nhầm, không phải kiến tạo. Đây là tình huống tự làm tự ăn đến từ Eliza. Tự nhặt rebound và tự lay up kiếm end one. Go over to AJ Howell, who has more on Eliza Hollingsworth. Guys, I asked Emma thank you a couple weeks ago her thoughts on kind of the emergence of Hollingsworth this season and what was different, what was clicking for Eliza. 62-33, ui giời. 29 điểm ơi. Đánh mất khách quá. Gonzaga đánh không giữ khách gì cả. Jenna Hop đột vào trong. Có lỗi, hai phạt dành cho Jenna Hop. Behind the three point line and then one for one from the free throw line. Tài 147 á. Nói chung là những cái trận đấu của Gonzaga anh em hỏi kèo tôi thì tôi không chắc lắm đâu. Bởi vì tôi cũng không biết là có được hay không. One area the Jackrabbits were perfect in the first half. They were 7 of 7 at the charity stripe. Anh em hỏi NBA tôi còn biết chứ hỏi Gonzaga thì hơi khó. Hai phạt chính xác từ Jenna Hop. Có 3 điểm nữa được ghi. Ai vừa ném 3 nhỉ? Tôi chưa kịp nhìn. Ai vừa ném quả 3 vừa rồi đó? Có điểm được ghi. Dành cho các cầu thủ Jack Rabbit. Quả 3 có lẽ đến từ Maxwell chăng? Lát thế á? Tôi đang bình thường mà. Thêm một tình huống lay up nữa của Maxwell. Khoảng cách 30 rồi. Đối phương lên rổ không có lỗi, nhưng sẽ có bóng biên. Maxwell đã có 15 điểm. Ui, Thảo Mi đang có 6 kiến tạo. 6 điểm, 6 kiến tạo. Maxwell checks off the floor with 15 points. To a hearty applause. Jenna Hop. Thủ hay đến từ Hybern. Hôm nay Hybern phải có đến 3 steal rồi. Thảo Mi đột phá hay, lay up tay trái nhưng bóng vẫn lượn ra ngoài. Một ngày mà phong thủy lay up của Thảo Mi nó không được tốt cho lắm. Lay up bóng toàn tráng ra ngoài thôi. Time out đến từ Jack Rabbit.
Live Sports. ESPN Plus Originals. Vừa nãy tôi đọc thì cũng thấy quá khứ đối đầu của hai đội là 3-0 dành cho Jackrabbit. Nhưng mà đấy là thỏ nào như thỏ này thì hơi yếu. Thời thế thay đổi rồi. Live Sports. ESPN Plus Originals. The exclusive home of the complete 30 for 30 library. Exclusive articles and tools. Top leagues and tournaments. Best stories in sports. On ESPN Plus. Có thể là cái lứa nó tốt nhất của Jackrabbit cũng không còn ở lại ở đại học nữa. Nên là sức mạnh cũng suy yếu dần, vui sinh thật. Sao lại đến giờ đi học rồi á? Sao đến giờ đi học sớm ấy? Brought to you by Delta Dental of Washington, proud supporters of Healthy Smiles and your Gonzaga Bulldogs. Hôm nay thì sân không đông lắm. Ta nhớ lại cái không khí trong trận đấu của Gonzaga và Stanford, nó gọi là bùng nổ luôn. Xem NCAA mà tôi cứ tưởng đang xem playoff NBA. Rồi, quay lại với quý 3 nào. Lại có lỗi đấy từ Gonzaga. Quý 3 còn 4 phút 43 giây. Lỗi của Naya. Jenna Hop đưa bóng cho Madison. Jenna Hop ném 3. 3 điểm thành công. Biggest run that the Jackrabbits have had in this game is only 5 points. The Zags 40-67. Thảo My đưa bóng cho E-Dream. Chạy một vòng trái đất đến từ Thảo Vy. Vẫn là Vy. Spin mù. Đột vào trong. Pull up mid-range. Chưa có điểm được ghi. Hơi đáng tiếc. Có vẻ là chạy nhiều quá nên là hơi đuối. Có 2 điểm nữa được lên dành cho các cầu thủ Jackrabbit. Số phận Trường Sa phải lóc cóc đi học. Trường Sa thì đúng là phải đi giờ này rồi chứ không còn tắc đường. Thảo My. Đường truyền dành cho EG ở phía trong nhưng layup chưa thành công. Với áp lực phòng ngự khá lớn, trọng tài bắt một lỗi nào đó. Lỗi của ai đây? Và va chạm khá mạnh với Ezelito. Vậy là đang có một tiếng gọi time out nữa đến từ... À không, như vậy là trọng tài xem lại review rồi. Trọng tài quyết định xem lại review xem có phải là một lỗi tấn công đến từ các cầu thủ Jackrabbit hay không. Khi mà đã có một cánh tay va chạm với mặt của Esther Little. Tình huống này có lẽ là Jenna Hop cũng không cố tình. Đánh vô mặt Queen of England. Nêu đỏ. Quả nêu nhìn cháy phết. Đã có một cái huých vai của Jenna Hop vào mặt của Ezra Little. Hôm nay thì sân nhà của Gonzaga cũng đang không khí Giáng sinh khá là nhiều khi toàn một màu đỏ luôn.
Eastern was ready to keep playing, they said, let's take a break and look at this. Looks like everything's been sorted out. May là hít nhẹ không như anh trai Green hôm bữa. Hôm trước là Green có phải hút đâu. Green nó quay lại nó đấm luôn mà. Một cái giao diện nó tương đối đặc biệt của Thảo Vi ngày hôm nay. Đeo mặt nạ xong rồi còn cười. Rất hợp nhé. 67-42 and what has been a great showing for the Gonzaga Bulldogs so far in this game. Rồi, không có gì cả. Một tình huống vô tình của Jenna Hop thôi. Còn lại với trận đấu khoảng cách đang là 25 điểm. Bunemit không có điểm. Rebound của Naya. Thảo Vi. Chạy bài hay từ Thảo Mi. Pull up mid range. Hai điểm được ghi dành cho Trương Thảo Mi. Rất nhẹ nhàng và chính xác. Jackrabbits were susceptible to mid-range looks because I can't remember Zach even taking a contested mid-range shot as Von Thủ hay này. Vi nhận lại bóng, đưa bóng cho Thảo Mi. Được chuyền vào hơi khó dành cho Naya nhưng trọng tài đã xác định có lỗi cản người. And there's something to be said about players and I feel like this is you can almost say for everyone on the Zags. Kaylee with the latest example here of feeling the space and knowing that you know I could drive to the hoop here and hey I might even get fouled but I have an open look. 69-42. Maxwell cut and shoot. Có rebound dành cho Thảo Vi. Step back mid range rất mượt. Nothing but net. Với tình huống step back ném trung bình vừa rồi của Thảo Vi. Batman lại lên tiếng rồi. Sát thủ mặt nạ có offensive rebound, sau đó là ghi điểm, cười rất tươi, hôn gió luôn. Bảy một bốn hai, 29 điểm nữa rồi, thời gian còn 2:34. Meyer. Đột phá có lẽ là lỗi chạy bước từ Biom rồi. Tollefson is actually a standout on the South Dakota State softball team. And I believe it's a situation when the Jackrabbits lost two players before. Hôm nay thì với việc đeo mặt nạ nên là Thảo Vi đang được máy quay hút rất nhiều. Hút rất nhiều ống kính truyền hình. Hở ra cái là lên hình ngay. E-Gym. Đây là Maxwell, đưa bóng cho E-Gym. Thảo Vi. Thảo Vi có screen. Tiếp tục là Thảo Vi, pull up, ném mid. Quả này hơi mạnh. Hai phút cuối. Thủ hay đến từ E-Gym và bóng lên dành cho Gonzaga. Jim đang đánh âm thầm ở trong quý 3 này nhưng đang có 16 điểm, 3 block, 1 steal, 1 kiến tạo, 2 rebound. Thảo Vi đưa bóng cho Maxwell, đột vào trong, bị block mất rồi. Thì huống tầm chắn rất cao từ Mesa Biom. Reverse layup ghi điểm, khá hay. Điểm số được ghi bởi Burrens. Cười phát thấy Hà Nội hết lạnh luôn. Chuẩn. Tự dưng đang 11 độ lên thành 21 độ rồi. Cộng 10 độ. Chống trải ném 3 từ Thảo Vi. Không được. Trong quý 3 này thì cả Vi và Mi đều đang tích cực ném hơn. Hai điểm nữa được lên dành cho Jack Rabbit. 73-44. 50 giây nữa của quý 3. Có screen. Tiếp tục là Thảo Vi. Đưa bóng dành cho Eliza. Cut and shoot 3. 3 điểm được ghi dành cho Eliza. Hay quá. So how many
Dáng ra tay nó rất nhanh từ Eliza. Quả đá 3 thành công thứ 3 rồi. Và là điểm số thứ 14 của Eliza. 20 giây cuối. Game clock và shot clock đang ngang nhau thì phải. Được truyền ra góc 45 độ. Thủ hay từ Thảo Vi và đội bạn turnover. Another turnover của Jack Rabbit. Năm giây. Kịp làm gì không? 3 giây. Maxwell step back 3. Không được. Khép lại hiệp thi đấu thứ 3. Khoảng cách đã được kéo ra thành 28 điểm dành cho Gonzaga rồi. 74-46. Gần như chắc chắn sẽ có Bắc trừ 6.5 ổn không? Bắc này đánh với ai nhỉ? Anh em đợi tí tôi check lịch. Không nhớ đây Bắc đánh với ai. Bắc này đánh với Houston Rockets. Đúng rồi, Rockets biết chơi nha. Nhưng mà Bắc sân nhà thì cũng đánh được đấy. Trừ 6.5 được. Nhưng mà mình nghĩ là nên đi half time. Rồi, quay lại với hiệp đấu cuối cùng giữa Gonzaga và Jack Rabbit. Khoảng cách đang là quá lớn dành cho đội chủ nhà rồi. Thảo Vi nhận bóng. 74-46, 28 điểm. Chúng ta đến với 10 phút cuối của trận đấu này. Hyman gặp khó khăn. Đường truyền ra cho Eliza. Mất field goal 100%, mất rồi. Rất đáng tiếc là Eliza đã để tuột mất field goal 100% với pha lấy áp hỏng vừa rồi. Làm xong đi ngủ luôn hả bác? Đúng rồi bác, làm xong đi ngủ. Ngất. Đường truyền vào trong paint. Đẹp rất căng, 3 người cướp bóng luôn. Và trọng tài xác định là bóng luân phiên. Vẫn sẽ là bóng dành cho Jack Rabbit. Pha lay up không có điểm số được ghi, rebound dành cho Eliza. Còn thiếu một rebound nữa để Eliza có được một tình huống double. Một cú double của Eliza. Thảo Vi đưa bóng cho Eliza ở phía trong. Bóng chạm chân của đối phương và vẫn sẽ còn bóng biên. Maxwell rời sân nhường lại vị trí cho Thảo Vi. Ejim is inside and how well the Trong shoot it and Brennan Maxwell having games where she simply will not miss. Chạy bài thoáng này. Pull up mid range. Chưa có điểm dành cho Thảo My. Outlet pass nhanh. Và lay up ghi điểm đến từ Vlas Tuin. They go from scary to downright terrifying. Yeah, you're exactly right. And I think Eliza, double team Eliza. Thảo Vi ném 3 ngay từ Thảo Vi. Quỹ đạo đẹp lắm rồi nhưng bóng lại tráng ra ngoài. Thử lại nào. Không, một tình huống grab thôi. Lùi lại để đánh tiếp đến từ Thảo Vi. Đột phá vào trong, lay up tay trái. Khó quá, ngã hơi đau. Úi chết rồi, Vi đau rồi. Vi đang tỏ ra khá đau sau cú ngã vừa rồi. Tình huống mà Thảo Vi đã đập lưng của mình vào khu vực chân bảng rổ. Hy vọng là không phải là một chấn thương quá nguy hiểm đối với Thảo Vi. Hy vọng là không sao. Kaylin on the night, 8 points, 4 assists, also with a couple of steals as she gets to her feet. Here's a look at what happened a second ago. Nào cùng xem lại tình huống này. Một tình huống ngã và đập lưng, đập chính xác là đập vai. Đập vai vào phần chân bảng rổ khá mạnh. And those are padded but they're not soft. There's a difference. Một cái lắc đầu của Vi hy vọng đó là một tín hiệu cho thấy không có gì cả.
vẫn là một nụ cười đến từ Thảo Vy. Hy vọng là không sao. Đã đau mặt rồi lại đau lưng. Rất khổ thân. Rồi, quay lại với trận đấu nào. 8 phút. Mayer ném midrange chưa có điểm và rebound dành cho Eliza. Có lỗi rồi. Speaking of Eliza, she's got a double double now. 14 points, 11 rebounds. 74-48. Điểm số vẫn đang như vậy. Vẫn đang là một sự chăm sóc đến từ các bạn huấn luyện dành cho Thảo Vy. Ui. Một ném ba không tốt nhưng sau đó là N1. Thảo Vy vẫn có sức để ăn mừng ở ngoài. N1 dành cho Eliza. It's been really impressive to see the step she cơ hội cho một cú 3 point play. And I keep going back to that game against Cal where she was 1 of 11. And the very next game she comes out and doesn't only put up a shot here. Trận này thì Vy nghỉ luôn cũng được cho nó an toàn. Không cần phải vào nữa đâu. Ném phạt thành công. Suýt nữa mất bóng đến từ Jack Rabbit. 77-48. Chuyền cho Burns. Lại có lỗi từ Gonzaga. Eliza lúc này đang có cho mình 17 điểm, 12 rebound. Double double rồi. 2 block, 2 steal, 2 kiến tạo. Gôn 6-7. Ném 3 100%. Trouble for the Zags. A near turnover. Jackrabbit stay with the ball. Mayer. Đường truyền của Mayer. Hybern là người có steal. Steal phải thứ tư của Mayer rồi. À nhầm, của Hybern rồi. Thảo Mi. Now 15 turnovers in this game. Now some of those were unforced errors, but most of them Clay O'Connor. Eliza cut and shoot 3. Mất luôn cả field goal ném 3 100% rồi. Madison. Tải lại thổi lỗi đến từ Gonzaga. Esther Little set to check in for the Zags. Esther Little vào sân. Thay thế cho Calistoc. Sáu phút 50 giây cuối của hiệp thi đấu thứ tư. Jenna Hop. Được chuyền vào phía trong, nó là quá mạnh. Thảo Mi là người đã bắt bài. Vẫn còn bóng biên dành cho các cầu thủ Jack Rabbit. Khoảng cách vẫn đang là 29 điểm. Jenna Hop đột phá vào trong, đường truyền ra. Đây là Bayom, bump fake mid range, 2 điểm được ghi dành cho Bayom. Bayom cũng là một cầu thủ rất cao, cao 1m88. Hybern. Thảo Mi đứng truyền ra. Đây là Claire O'Connor. Cú ném 3 ngay, quỹ đạo rất đẹp. Và dáng ném cũng đẹp nhưng mẹ không có điểm. Eliza phía trong. Và layup không thành công. Nhưng lại có offensive rebound. Và đó là điểm số được lên dành cho Hybern. 79-50. Madison. Vẫn đang thủ rất nhiệt từ Thảo Mi. Ném 3 chính xác. Đó lại là pha ra tay của Jenna Hop. Mi với Vy là tầm khoảng 1m74, 1m76 hay tầm 1m75 gì đó. Tầm đó mình cũng không nhớ rõ lắm.
Eugene back on the floor. Eliza Hollingsworth heads Eugene quay trở lại sân. Eliza ra nghỉ. Maxwell. Here's Brenna Maxwell. Thảo My. 5 phút cuối. Hai bên. Lại đưa bóng dành cho Thảo My. Cut and shoot 3. Chưa được. Có rebound dành cho Ijim. Hai bên. Lại đưa bóng cho Ijim. Đang đánh khá chậm và từ tốn đến từ các cầu thủ Gonzaga. 6 giây. Mất bóng mất rồi. Tình huống bị đau của Thảo Vy cũng đang làm trận đấu nó hơi xìu xuống một tí. Jenna Hop. Đường chuyền hay. Said, excuse us, we are also here to compete with the Zags. Yeah, in Santa Clara as well. Right. Tess Hill playing really rồi, well for chúng them. Ta quay trở lại với trận đấu nào. Done fairly well, and they're going to be a tough one. This is going to be a shot clock violation. Shot clock violation. Defense by Gonzaga continues. Thêm một turnover nữa của các cầu thủ bên phía Zags, just a dominant performance here. Jet Rabbit. Today, that home win streak will extend to 25. As a little. Yeah, let's talk about that a little bit. Trận này khả năng là Vy nghỉ luôn rồi. Cho nó an toàn. Cú ném midrange hơi thiếu lực đến từ Ijim. Không có rebound. Khoảng cách đang là 26 điểm. Jenna Hop đường truyền ra ngoài rồi. Chính xác hơn là một tình huống bóng chạm người cầu thủ Gonzaga. Calisto rơi giày à? Ui, gì đây? Như vậy là Ijim rơi giày. Sau đó thì Calistok ném cho bạn một đôi giày mà ném thẳng ra ngoài đường biên luôn. Ném thế này thì hỏng thôi. Cô Lisa cũng phải phi cười với tình huống vừa rồi của Calistok và Ijim. Ngoại giạt Ben cũng cười rất nhiều. Tuột cả lót giày ạ. Ném mạnh đi. Còn đấy mà ném vào người trọng tài là technical foul đấy. Ba phút 30 giây. Đột phá vào trong. Lay up có 2 điểm được ghi dành cho các cầu thủ Jet Rabbit. 55-79. The way they played at times this year, even in their Maxwell. Lives, they haven't played terrible. Đây là Ezelito. Này à, đường truyền ra ngoài dành cho Thảo My. Ném ba ngay từ Maxwell. Có 3 quả ném phạt dành cho Maxwell. Với tình huống lỗi truy cản ở ngoài vạch 3 điểm. Ba phút lẻ 7 giây. Of this program, and they've always got the target on their back in the WCC, and that's just something that they have to deal with every year. And that's a good, yeah, exactly. I believe that was actually not a shooting foul. Naya Ojogo, rất mạnh mẽ và đem về hai quả ném phạt. So Maxwell will not go to the free throw line. Instead, it will be Naya Juku. Naya started her career at the University of Utah, not unlike Brenna Maxwell. Transferred here, still in her freshman eligibility class. Một phạt hỏng của Naya. Hôm nay Naya đang ném phạt không tốt. Just one of those players. That's another thing about, you know, when a program gets this level, there's players that you go, you don't want. Ném trượt cả hai phạt. Hôm nay thì Naya ném trượt 4 phạt rồi. Gone, but you're like, ooh, I can't wait to watch this player or that player when they get some more time on the floor. Which we were all saying about the Trongs and Ijim and Hollingsworth, you know. Vẫn sẽ còn bóng biên. Maxwell. 3 minutes left here at the. 3 phút cuối. Đường truyền dành cho Thảo My. Back to that zone D. Naya
Khoảng trống này, cú ném 3 từ Thảo My, 3 điểm trọt rổ dành cho Trương Thảo My. Rất hay. Trống trải và ngay lập tức có một pha ghi điểm thành công. Round of applause, not that Kaylee hitting that bucket doesn't deserve applause, but it was 82-55. Điểm số thứ 11 của Thảo My rồi. Pha dứt điểm chính xác ở góc 45 độ. So Naya's looking, she's facing up, she's reading the D. You have to sucker down onto Ejim. You have to collapse down, and because of that, Naya was able to find her shooter out there on the wing. Von Ejim checked out. Believe her night might be done. Áp lực phòng ngự tốt đến từ Ezra Little. 2 phút 24 giây còn lại của trận đấu này. I'm just impressed at you know, with a score like this, with relatively little time left, the effort, especially on khoảng cách lại là 27-85. Lại là shot clock violation. Đẹp cho không có cơ hội dứt điểm luôn. Đây đã là shot clock violation, có lẽ là thứ tư từ đầu trận đến giờ rồi. Because you don't want to get into that bad habit or pick up that habit, so you have to continue and be focused for 40 minutes. Claire O'Connor back on the floor. Ezolito. Thảo My đưa bóng cho Claire O'Connor. Hai bên ở phía trong. Đường truyền ra góc không độ dành cho Ezolito. Làm một quả ba nữa. Lần này thì không chính xác nhưng có rebound dành cho Naya. Bánh shot không ghi điểm nhưng có rebound dành cho Claire O'Connor. Lay up và không có end one mất rồi. Ui ôi, dàn Ben hài hước thế. Dàn Ben của Gonzaga thấy tình huống vừa rồi không có điểm, thế là ngã cả ra luôn. Rất nhiệt đến từ các cầu thủ Gonzaga, cả dàn Ben cũng vậy. Quả ném phạt hỏng của Claire O'Connor. 36 for the game, 15 of those offensive. Phạt hai chính xác rồi. Thảo My rời sân. Cali Stokes là người được tung vào. Cười rất tươi đến từ My. Ngày mà My cũng đã đánh tốt với hiệu suất ném 3 là 3/6. Một pháo vào phía trong. Lấy áp ghi điểm rất hay. Naya Ojukwu. Không được. Mesa Byam, I don't think that pass was coming, but just by the nature of being there, broke it up. Phá thủ hơi nhiệt đến từ Claire Connor và đem về cho đội bạn hai quả phạt. 1 phút 18 giây cuối. Đội bạn cũng ném hỏng phạt. Rồi. 83-58. Khoảng cách vẫn là 25. Một chiến thắng là gần như đảm bảo rồi. Kelly Stokes, Ezolito. Tiếp tục là Kelly Stokes đưa bóng cho Naya. Phối hợp chưa thành công. Để mất bóng đến từ các thủ Gonzaga. Đây là Kobeck. 53 giây. Jenna Hopp. Quả ném 3 đến từ đối phương. Không có 3 điểm rồi. Có rebound. Và cũng không có điểm luôn. Naya là người có tình huống rebound cuối cùng. Claire O'Connor. 40 giây. Charlie Stokes vẫn đang luân chuyển bóng liên tục. Hyben có khoảng trống góc không độ, ra tay ngay. Không được. Rebound dành cho Ezra Little. Một tình huống băng lên rất nhanh để có offensive rebound. 20 giây cuối. Và bóng dành cho các cầu thủ Gonzaga. Vừa đủ cho một tiếng tấn công có kick ball. Và có lẽ trận đấu cũng khép lại ở đây thôi. 13 giây và vẫn còn bóng biên dành cho Gonzaga. It
Coach Lisa Fortier recently went over 300 games coached here at Gonzaga and continued the success from her predecessor and continues to take rồi, hết giờ rồi. Và trước khi hết giờ thì mọi người trên khung chat điểm danh giúp mình lại số 14 để hy vọng là Thảo Vy sẽ không phải gặp một chấn thương nào quá nặng nha. Mọi người điểm danh lại con số 14 trước khi chúng ta nói lời chào tạm biệt nhau ở đây. Một chiến thắng nhẹ nhàng dành cho Gonzaga, 83-58. Khoảng cách là 25 điểm. Một vết sượng nhỏ nhỏ đó là vết đau của Thảo Vy mà thôi, hy vọng là không có. Coach Fortier was praising your rebounding, saying the offense is coming. And think if it wasn't here before, it's arrived tonight. What was clicking for you tonight in this double-double? I think everyone did a really good job of finding a body, and it just left me open. I think it was a team effort, even though I got the stats. Yeah. Now, it may have been a blowout victory, but it was the first for you guys over South Dakota State. We know that they're a threat with other mid-majors like you guys. What does that mean to you to be part of this first win? They're a good team. I think we give a lot of credit to them, and we know that they're tough. They're just like us, like mid-major, going out there really physical. And we just took the first blow a bit harder. So, yeah. Congrats on the win. Thank you. Austin, Stephanie. AJ, thank you. Yeah, you go back.